Giám định tâm thần thanh niên mặc áo giống thầy tu cướp tiệm vàng, cao đầu báo hiếu vu lan, nhưng sư thầy trả về. Sáng nay ngày 31 tháng 8, vụ việc thanh niên mặc áo tù nâu xong đi cướp tiệm vàng vẫn chưa hạ nhiệt, nhiều báo chí vẫn tiếp tục đưa tin với nội dung như sau. Bước đầu, công an tỉnh Bình Định nhận thấy thanh niên trong vụ cướp tiệm vàng ở thị trấn Diêu Trì có biểu hiện bị tâm thần. Vừa qua, Đại tá Huỳnh Bảo Nguyên, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Định cho biết, Công an huyện Tuy Phước đã ra lệnh tạm giữ hình sự trong tình huống khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Sĩ, 25 tuổi, trú tỉnh Đắk Lắk để làm rõ vụ thanh niên mặc áo thầy tu đi cướp tiệm vàng. Theo Đại tá Huỳnh Bảo Nguyên, bước đầu làm việc với cơ quan điều tra, Sĩ có biểu hiện tâm thần, trên người cũng không có giấy tờ tùy thân. Cũng trong ngày 30 tháng 8, trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh thông tin về tờ giấy ra viện của Bệnh viện Tâm thần ở Đắk Lắk với các thông tin cá nhân được cho là Nguyễn Văn Sĩ từng được theo dõi tâm thần phân liệt vào năm 2022. Tuy nhiên, chủ tiệm vàng cho biết cách đây mấy ngày, Sĩ từng vào đổi tiền đô la để dò la rồi mới ra tay cướp vàng. Theo kết quả điều tra ban đầu của công an, Nguyễn Văn Sĩ từ Đắk Lắk đến Bình Định ngày 26 tháng 8 và tìm đến một ngôi chùa trên địa bàn huyện Tuy Phước để làm lễ báo hiếu. Trong quá trình sinh hoạt tại chùa, Sĩ có nhờ người cạo trọc đầu cho mình. Tuy nhiên, vì Sĩ có những biểu hiện không được bình thường, nên chiều ngày 29 tháng 8, sư thầy của chùa cho người đưa Sĩ ra quốc lộ 19 để đón xe về lại Đắk Lắk. Sau đó, Sĩ lại đi bộ dọc quốc lộ 1 rồi vào tiệm vàng Mỹ Linh 2 ở thị trấn Diêu Trì, dùng tay đập tủ trưng vàng, lấy đi một số nữ trang có màu vàng rồi bỏ đi. Người dân và công an thị trấn Diêu Trì đã bắt được Sĩ. Theo gia đình, Nguyễn Văn Sĩ có bệnh tâm thần, khi lên cơn thường hay đánh đập la hét. Gia đình nhiều lần đưa Sĩ đi chữa bệnh tâm thần nhưng không khỏi bệnh. Công an thị trấn Diêu Trì sau đó đã khống chế được Sĩ, giao cho công an huyện Tuy Phước điều tra. Đừng quên đăng ký theo dõi kênh Sài Gòn TV để cùng chúng tôi tiếp tục cập nhật những tin tức đáng chú ý trong cuộc sống. Gửi ngay tin nóng cho Sài Gòn TV qua hotline 0909 660 550 để có cơ hội gia tăng thu nhập nha.